Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập tám Tập 87 Xin mời mở bản kinh ra. Phần khoa chú quyển hạ trang 51. Mời xem kinh văn. Ừ đảnh môn thượng phóng như thị đẳng hào tướng quang dĩ Xuất vi diệu âm cáo chư đại chúng. Thiên Long Bát Bộ. Nhân phi nhân đẳng Thính ngã kim nhật Ư đao lợi thiên cung Xưng dương tán tháng Địa tạng Bồ Tát Ư nhân thiên trung Lợi ích đẳng sự Bất tư nghị sự Siêu thánh nhân sự Chứng thập địa sự Tất cánh bất thoái A nậu đa la tam miệu tam bồ đề sự Phần trước Chúng ta xem thấy Thế Tùng Phóng Quang Ở phía trước, câu thứ nhất là tổng kết Tướng Lành Phóng Quang Tiếp theo đó, Phật liền nói với mọi người Ngài dùng âm thanh vi diệu Hàm nghĩa trong âm thanh vi diệu Sâu rộng vô hạn Trong một âm có hàm chứa tất cả âm Trong mỗi một âm hàm chứa tất cả sự Cho nên gọi nó là âm thanh vi diệu Nghe nói với những đại chúng trong Pháp hội này bao gồm cả thiên long bát bộ nhân và phi nhân dân dân đây đều là những đại chúng do bồ tát địa tạng giáo hóa thính ngã kim nhật ư đao lợi thiên cung xưng dương tán thán địa tạng bồ tát câu nói này là tổng kết từ khi bắt đầu pháp hội cho đến hiện nay toàn bộ kinh văn mà phật nói đều là tán dương khen ngợi bồ tát địa tạng mấy câu dưới đây là tổng kết ư ừ, nhân thiên trung lợi ích đẳng sự phía dưới là nói rất cụ thể tổng kết toàn kinh câu này là kết danh cũng chính là nói giáo chúng ta dùng bốn hạng mục giáo lý hành quả để mà nói đây là giáo lý lần này tại úc châu chúng ta đã tổ chức hai mươi ngày tham học quan sát sự phổ biến đa nguyên văn hóa ở úc châu hiện nay dần dần đã thấy có thành quả rồi chúng ta xoay trở lại thử xem nền giáo dục của nhà phật thấy kinh điển đại thừa Đích thực là Tài liệu giảng dạy lý tưởng Cho những ai Theo đuổi dấn thân Hướng về công việc đa nguyên văn hóa thế gian Ư nhân thiên trung lợi ích đẳng sự Nhân thiên là nói cõi trời cõi người Cũng chính là chỉ trong lục đạo trong lục đạo Đương nhiên là một dạng thức sinh hoạt chung Đa nguyên văn hóa Bồ Tát Địa Tạng Thích Ca Thế Tôn Làm thế nào có thể đối với Hết thảy chúng sanh khác nhau chủng loại khác nhau dân tộc khác nhau cách thức sống khác nhau thậm chí là tư tưởng kiến giải khác nhau tín ngưỡng khác nhau cơ thể giúp họ xóa bỏ những thứ khác nhau đó của họ Giúp họ dung hợp thành Một thể cộng đồng Thế cộng đồng chính là nhất chân Pháp giới Thể đa nguyên khác nhau chính là thập Pháp giới Chúng sanh trong thập Pháp giới cuối cùng Đều quay về nhất chân Pháp giới Đây là lợi ích chân thật Đây là cách chỉ dạy phương tiện khéo léo trí tuệ cao độ của thế tôn cho nên nền giáo dục phật pháp phật dạy chúng ta điều gì đây là điều chúng ta nhất định phải biết thứ nhất phật dạy chúng ta làm sao chung sống giữa con người với nhau Lục hòa kính chính là sư trí dạy của Phật Nếu như chúng ta không thể chung sống được với người Thì còn bàn gì đến thành tựu nữa chứ Giữa con người với nhau vô cùng phức tạp Nói lời thành thật Mỗi một người Mỗi một chúng sanh Đều là một hình thể đa nguyên văn hóa bởi vì mỗi người mỗi chúng sanh trong đời quá khứ đời đời kiếp kiếp luân hồi trong lục đạo nên trong a lại gia thức hàm chứa rất nhiều chủng tử tập khí khác nhau há chẳng phải là một kết cấu đa nguyên văn hóa hay sao huống hồ là sống chung với đại chúng phải làm sao chung sống là cả một sự học vấn có thể xóa bỏ kỳ thị xóa bỏ hiểu lầm xóa bỏ ngăn cách tôn kính lẫn nhau quan tâm lẫn nhau hợp tác lẫn nhau đây là sự kỳ vọng của phật đối với chúng ta Đặc biệt là tu học Đại Thừa Tinh Kinh thường hay chỉ dạy chúng ta Tâm bao thái hư lượng chu sai giới Trong cảnh giới của tất cả chúng sanh Vẫn còn dạy ra ranh giới Vậy thì sai rồi Là đi ngược lại với lời giáo huấn của Phật Đi ngược lại sự chỉ dạy của Bồ Tát rồi Cho nên học Phật điều đầu tiên phải mở rộng tâm lượng Phải bao dung tất cả Thì bạn mới có thể vào cửa Phật Bạn mới có thể hiểu được lời Phật dạy Như vậy mới cho chúng ta lợi ích chân thật Lợi ích cho chính mình Lợi ích cho xã hội Lợi ích cho tất cả chúng sanh Ý trong kinh nói là những việc này Câu thứ hai nói Bất tư nghị sự Đây là tổng kết từ trên thể Lý chỉ là một Tại vì sao đủ thứ khác nhau Họ có thể dung hợp thành một thể gì Bởi vì lý chỉ có một Tướng ừ thì có đủ dạng Sự có đủ dạng Dụng có đủ dạng Nhưng lý thể chỉ có một cho nên có thể quy về một Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Một tức là nhiều, nhiều tức là một Họ có thể quy về một Bởi vì thể là một Giống như biển Biển là thể Bọt nước nổi trong biển Nổi lên hàng nghìn hàng dạng bọt nước Mỗi một bọt nước khác nhau mỗi một bọt nước có hình tròn nhỏ riêng biệt nhưng bọt nước đó từ đâu mà có đều dựa vào biển mà có chúng sanh mê mê mất rồi không biết thể là một cho nên mới sanh ra đủ thứ hiểu lầm nếu như biết được thể là một thì tâm bình đẳng thanh tịnh từ bi tự nhiên sẽ sanh khởi Cho dù là oan gia đối đầu Cũng biết thể của chúng ta vẫn là một Lìa khỏi lý thể rồi Thì làm gì hiện tướng được chứ Thể là gì Chân như bổn tánh Chân như bổn tánh không thể nghĩ bà Bất tư nghị sự Là tổng kết thể Siêu thánh nhân sự Chính thập địa sự đây là nói về hạnh Cũng là tổng kết tông Tông chính là phương pháp tu học Cương lĩnh tu học của chúng ta Đây là hạnh Siêu thánh nhân Là nhân hạnh mà Bồ Tát tu Chứng thập địa là quả Tu nhân chứng quả thập địa cho dù là bồ tát biệt giáo cũng là giàu nhất chân pháp giới rồi thoát khỏi thập pháp giới đây là khế nhập nhất chân pháp giới nếu như nói bồ tát tam hiền thì phải là bồ tát tam hiền viên giáo mới thoát khỏi thập pháp giới nếu như là Bồ Tát Tam Hiền Biệt Giáo Thì vẫn còn ở trong thập Pháp Giới Nói thập địa Thì chắc chắn là thoát khỏi thập Pháp Giới rồi Người này là giàu mộ Giàu nhất chân Pháp Giới rồi Câu sau cùng là tổng kết dụng Tất cánh bất thoái A nậu đa la tam miệu tam bồ đề sự cái tổng kết này Không chỉ là tổng kết những gì Thế Tôn dạy cho chúng ta Trong Pháp hội Địa Tạng Nói thật ra Những gì Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra Trong 49 năm Cũng có thể dùng mấy câu này để tổng kết Phật dạy cho chúng ta cũng chỉ là dạy mấy việc này Thậm chí là những gì mà tất cả như lai mười phương ba đời vậy cho tất cả chúng sanh cũng không thể ra khỏi cái tổng kết này hiểu rõ ý nghĩa mấy câu nói ở trong đây thì chúng ta sẽ hiểu phật dạy cho chúng ta là dạy cho chúng ta cách làm người biết được quan hệ giữa người với người biết được làm sao chung sống với người thứ hai là biết được mối quan hệ giữa người với thiên nhiên hiện nay chúng ta gọi là môi trường tự nhiên sinh thái của môi trường tự nhiên chúng ta làm thế nào chung sống với thiên nhiên chung sống với những động vật thực vật đất đai sông núi này thiên nhiên yêu thương bảo vệ chúng ta thì chúng ta cũng phải yêu thương bảo vệ thiên nhiên thiên nhiên có cống hiến đối với chúng ta việc ăn mặc chỗ ở đi lại của chúng ta đều phải dựa vào sinh vật tự nhiên chúng ta làm sao báo đáp thiên nhiên con người nào nghĩ đến vấn đề này không phật đã nghĩ đến rồi bồ tát nghĩ đến rồi kể đến thứ ba là con người làm sao chung sống với quỷ thần sự chỉ dạy của nhà phật chính là dạy những điều này ba phương diện này chỉ cần một phương diện có lỗi lầm thì sẽ gây nên phiền phức rồi đó chính là trong nhà phật gọi là tạo nghiệp ba phương diện này xử lý rất hài hòa thì đó chính là công đức tu tích công đức khi có một phương diện bị khiếm khuyết liền tạo nghiệp ba cái phương diện này muốn xử lý cho thật hài hòa trước tiên cần phải hiểu rõ cần phải sáng tỏ về môi trường chân tướng sự thật phật giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta chính là nói rõ về những chân tướng sự thật này vậy chúng ta làm thế nào chung sống hài hòa với người với vật với sự với thiên địa quỷ thần cũng chính là mục tiêu mà người hiện đại theo đuổi đa nguyên văn hóa Mục tiêu này đều có ở trong Phật Pháp Đại Thừa Hy vọng mọi người Cần thể hội thật kỹ kinh điển Đại Thừa Tại vì sao chúng ta không thể hội được vậy? Là do không có làm thiết thực Cho nên bạn không thể hội được ở trong đời sống thường ngày Vẫn cứ thuận theo phiền não của chính mình Thuận theo tập khí của chính mình Vậy thì không được rồi Đừng nói bạn xem kinh văn không hiểu Xem chú giải cũng không hiểu Mà những điều tôi giảng đây bạn vẫn không hiểu Bạn có thể thể hội được là ở bề ngoài Chỉ là ở ngoài da chỉ chưa thẩm thấu vào bên trong được một phân nào Kinh điển nhà Phật Tôi đã nói qua với các vị rồi Từng câu từng chữ đều sâu rộng không bờ bến Làm sao để thâm nhập Hết thảy đều phải dựa vào công phu tu trì bạn có một phần công phu thì bạn sẽ thấy ra được một phần là khế nhập được một phần nếu không có công phu chân thật thì không được rồi công phu chân thật bắt đầu làm từ đâu bắt đầu làm từ đoạn ác tu thiện siêu thánh nhân sự chứng thập địa sự là chúng ta phải làm đến được mức tư nghị sự là chúng ta phải thể hội đến được nhân thiên lợi ích đẳng sự là chúng ta phải học tập bạn mới đạt được đại dụng rốt ráo viên mãn đó là rốt ráo không thoái chuyển nơi đạo bồ đề vô thượng Chú giải của Pháp Sư Thanh Liên Các chị hãy tự mình xem Ngài chú giải cũng hay vô cùng Mời xem kinh văn dưới đây Thiết thị ngữ thời Hội trung hữu nhất Bồ Tát Ma -ha Tát Danh Quán Thế Âm Tùng tòa nhi khởi Hồ Quỳ Hiệp Trưởng Bạch Phật Ngôn Thế Tôn Thị Địa Tạng Bồ Tát Ma -ha Tát Cụ đại từ bi lân mẫn Tội khổ chúng sanh Từ thiên dạng ức thế giới Hóa thiên dạng ức thân Sở hữu công đức Cập bất tư nghị oai thần chi lực Chúng ta chỉ xem đến chỗ này Đây là Bồ Tát Quan Thế Âm Ở trong đại hội bồ tát quan âm cũng tham gia pháp hội này cũng là một trong những thính chúng của pháp hội này ngài nghe thấy thế tôn hết sức tán dương bồ tát địa tạng sau khi nghe xong ngài cũng đứng lên Đại biểu cho Chúng Bồ Tát Tán dương Về Bồ Tát Địa Tạng Pháp hội này Chúng ta cần lưu ý học tập Lúc đầu Pháp hội Mở đầu là như thế nào khi pháp hội sắp viên mãn là kết thúc như thế nào điều này chúng ta phải học tập pháp hội trong pháp thế gian trước tiên nhất định phải có diễn văn khai mạc sau khi kết thúc hội cũng có một bài Cảm tạ Lần này chúng tôi đến tịnh Tông học hội Tây Úc Tôi không biết tình hình ở nơi đó ra sao Nó vừa mới thành lập Nhưng trên thực tế Lúc chúng tôi đến thăm Duyên của nó chưa có chín mùi Vì họ thành lập quá sớm chỉ ít họ phải học 3 năm Sau 3 năm tiếp đó Thành lập tịnh tông học hội Như vậy mới đúng như Pháp Pháp hội của chúng tôi mở đầu Và kết thúc Đều rất là đột ngột Phần trước không có giới thiệu Sau cùng cũng không có kết thúc Thành ra không có lề lối gì cả Đây là lần đầu tiên gặp phải trong đời tham gia rất nhiều pháp hội của tôi bản thân họ không có kinh nghiệm cũng chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động pháp hội nào cho nên họ hoàn toàn không biết gì về nghi thức này thật sự là không biết bắt đầu từ đâu Họ chiêu đại chúng tôi rất là nhiệt tình Chúng tôi rất là cảm ơn Hội trưởng của họ tiễn tôi ra phi trường Và có đến hỏi tôi Họ nói xin lỗi tiếp đãi không được chu đáo Tôi nói tiếp đại rất chu đáo Chúng tôi vô cùng cảm ơn Nhưng Pháp hội không chu đáo Cần phải cố gắng học tập Họ muốn tìm thời gian đến Singapore Để học hỏi một ngày Tôi trả lời không được Một ngày mà anh học được thì anh là thiên tài rồi Chân thật muốn học được Thì ít nhất phải là ở Singapore 3 tháng Đâu có chuyện một ngày là có thể học được chứ Nếu như nói lãnh đạo một đoàn thể Giúp cho một khu vực học Phật Đó là Bồ Tát Phát Tâm Chứ không phải làm việc bằng cảm tình được Chân thật phải khiêm tốn học tập từ chỗ này thấy khi pháp hội này sắp kết thúc thì bồ tát quan thế âm đại biểu cho chúng bồ tát đứng lên đọc lời cảm tạ mọi người đều rất quen thuộc bồ tát quan âm danh tiếng của ngài xếp ở hàng đầu rất nhiều người không biết Bồ Tát Địa Tạng nhưng không có ai mà không biết Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Quan Âm đứng ra khen ngợi là có ý nghĩa rất sâu Bồ Tát Bạch Phật Ngôn Thế Tôn thì Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Cụ Đại Từ Bi lời này được nói ra từ miệng Bồ Tát Quan Thế Âm vì thì ai mà không tin chúng ta đều biết quan thế âm bồ tát là đại từ đại bi bồ tát quan âm khen ngợi bồ tát địa tạng đại từ bi hơn nữa việc thực tiễn đại từ bi của bồ tát địa tạng không thua kém với bồ tát quan âm ư thiên vạn ức thế giới nghìn muôn ức không phải là con số nó là hình dung từ đây là miêu tả vô lượng vô biên thế giới nơi nào có chúng sanh thì nơi đó có bồ tát địa tạng hóa thiên vạn ức thân sở hữu công đức cặp bất tư nghị uy thần chi lực hai câu nói này chính là nội dung mà thế tôn nói trên bộ kinh này công đức cùng giữa phước đức chúng ta cần phải có cái năng lực phân biệt đoạn ác tu thiện y giáo phụng hành các vị thử nghĩ xem là phước đức hay là công đức nếu như bạn vẫn còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả Thì những gì bạn tu là phước đức Không thể ra khỏi tam giới Nếu như bạn tu hành lìa bốn tướng thì đó là công đức Trong hội Kim Cang Phật dạy chúng ta Phải dùng không tướng ngã, không tướng nhân Không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả Để tu các việc thiện Đó là công đức Chúng ta thử nghĩ xem Những việc mà chúng ta ngày nay tu là gì Chân thật tu hành Đều rơi vào bên phía phước đức này Không phải là công đức khởi tâm động niệm vẫn còn chấp ngã niệm niệm đều là vì chính ta ta lúc nào cũng đặt lên hàng đầu cái gì phải biết chấp ngã là nghiệp nhân gốc rễ của luân hồi chỉ cần bạn có ngã thì không thể nào thoát khỏi lục đạo luân hồi tu thiện nghiệp lớn đi nữa cũng chỉ là hưởng phước trong lục đạo Hưởng hết phước rồi Vẫn phải bị đọa lạc Phải hiểu được đạo lý này Điều này ở phần trước Cũng đã giảng rất rõ ràng Với các vị rồi Lục đạo thập pháp giới từ đâu mà có Có ba nhân tố Cơ bản Tạo nên lục đạo chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước bạn thấy đều có đây chính là biến nhất chân pháp giới thành lục đạo nếu như bạn phá sạch chấp trước bạn vẫn còn vọng tưởng phân biệt thì bạn không còn lục đạo nữa Nhưng còn thập Pháp giới Pháp giới tứ thánh trong thập Pháp giới Gồm thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật Bạn sống ở trong đây Tiếp theo có thể Xả sạch hết phân biệt Thì bạn thoát khỏi thập Pháp giới Là giàu nhất chân Pháp giới rồi trong nhất chân Pháp giới Chúng ta xem thấy trên Kinh Hoa Nghiêm Còn có 41 cấp bậc 41 quả vị Pháp thân đại sĩ 41 cấp bậc do đâu mà có Hình thành như thế nào Do vọng tưởng Vọng tưởng chính là vô minh Phá một phẩm vô minh Thì cảnh giới của bạn sẽ được nâng lên một cấp 41 phẩm vô minh phá hết rồi Hoàn toàn không còn vọng tưởng nữa Bạn đã chứng được đại viên mãn Đó là quả chỉ như lai viên giáo Đạo lý và chân tướng sự thật này Chúng ta phải biết Sau khi biết rồi thì mới hiểu được dụng ý mà thế tôn đã dạy chúng ta phải lìa bốn tướng bốn tướng không thể không lìa không được phép không lìa không lìa thì không thể ra khỏi lục đạo luân hồi chúng ta ngày nay khởi tâm động niệm thấy cái này ưa thích thấy cái kia chán ghét là đều tạo lục đạo luân hồi Dù hằng ngày là niệm a di đà Phật Thì vẫn là tạo lục đạo luân hồi Bạn có thể giảng sanh hay sao? Không thể giảng sanh Người có thể giảng sanh thật sự Đã lìa bốn tướng Tâm địa chân thật thanh tịnh Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh Rất nhiều người đối nghiệp giảng sanh Người một niệm đến mười niệm lúc lâm chung giảng sanh Nếu một niệm đến mười niệm của họ Tương ưng với bốn tướng Một niệm cuối cùng lúc lâm chung Vẫn là coi ngã Nhân chúng sanh thọ giả Thì vẫn không thể giảng sanh được rồi Trước đây Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Thường nói trong một giả người niệm Phật Thì chỉ được vài ba người Có thể giảng sanh mà thôi Nguyên nhân là gì? chưa đoạn dứt được tướng ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả chúng ta muốn trong đời này thật sự giảng sanh thì phải luyện tập khi nào phải luyện tập ngay bây giờ không thể chờ hiện nay tôi vẫn chưa đến lúc lâm chung đến lúc lâm chung hãy lìa lúc lâm chung bạn có nắm chắc là mình lìa nổi hay không lúc bình thường phải nên thật là đối với cảm tình trong thế gian thông thường chúng ta nói là kết tình phải tan nhạt càng tan nhạt càng tốt niệm niệm vì chúng sanh vì xã hội không nên nghĩ cho chính mình nghĩ cho mình thì liền tạo nghiệp liền tạo tội ngay Người khác điều gì chính mình thì đó là việc của họ, họ muốn tạo lục đạo luân hồi thì ngay cả Phật cũng không làm gì được, huống hộ ta. Việc tu hành chứng quả phải dựa vào nỗ lực của cá nhân mình, chứ không ai giúp được mình. Phật Bồ Tát đại từ đại bi cũng không giúp gì được. Đây là việc của bản thân bạn. mười pháp giới là mười con đường bày ngay trước mắt chúng ta bản thân bạn muốn đi con đường nào phật đã nói rõ cho chúng ta biết để tự mình lựa chọn tự chính mình muốn thuận theo phiền não thuận theo tập khí thì đại đa số là đi vào ba đường ác chân thật giác ngộ xả ly hết thảy phiền não thượng theo lời chỉ dạy của Phật Bồ Tát thì thành tựu công đức. Cho nên công đức và phước đức chúng ta cần phải phân biệt. Phải nhận biết rõ ràng. Cập bất tư nghị oai thần chi lực, đây là nói Bồ Tát địa tạng. Ngài đặc biệt là ở trong lục đạo siêng năng vất giả dạy dỗ dùng trí huệ và phương tiện khéo léo viên mãn giúp đỡ chúng sanh đặc biệt là chúng sanh trong đường ác Xin xem tiếp Kinh Văn dưới đây Ngã Văn Thế Tôn giữa thập phương vô lượng chư phật dị khẩu đồng âm tán thán địa tạng bồ tát vân chánh sự quá khứ hiện tại vị lai chư phật thuyết kỳ công đức do bất năng tận chân tướng sự thật này chúng ta nghe được từ trong chính miệng bồ tát quan thế âm nói ra không chỉ có một mình thích ca mâu ni phật khen ngợi bồ tát địa tạng mà vô lượng chư phật trong mười phương khác miệng đồng lợi không có vị nào không khen ngợi bồ tát địa tạng và công đức của bồ tát địa tạng tất cả chư phật như lai cùng nhau khen ngợi cũng không thể nói hết chánh sự quá khứ hiện tại vị lai chư phật chính là tất cả chư phật ba đời trong mười phương nói về công đức của bồ tát địa tạng cũng không thể nói hết địa tạng đại biểu cho điều gì các vị phải biết hiếu thảo cha mẹ tôn kính thầy tổ công đức của bồ tát địa tạng chính là công đức hiếu thảo cha mẹ tôn kính thầy tổ phần trước đã từng báo cáo qua với các vị rồi. Tại vì sao? Sau khi Phật thích ca mâu ni diệt độ, ngài không đem diệt giáo hóa chúng sanh này, mà phó thác cho những Bồ Tát khác, mà phải đặc biệt phó thác cho Bồ Tát địa tạng vậy. Tại vì sao không phó thác cho Bồ Tát Quan Âm? Phần trước cũng đã nói qua với các vị rồi Nếu như phó tá cho Bồ Tát quan âm Thì Bồ Tát quan âm không làm được Phó tác cho Bồ Tát văn thù phổ hiền Thì Bồ Tát văn thù phổ hiền cũng làm không được Phó tá cho Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát Địa Tạng là người hiếu kính Hiếu kính là gốc Bồ Tát Quan Âm là người phát huy Hiếu kính rạng rỡ thêm bạn không có gốc thì phát huy rạng rỡ từ đâu đây Cho nên nhất định phải hiểu được đạo lý này Sau đó mới biết Chúng ta học Phật phải bắt đầu học từ đâu Bắt đầu học từ hiếu thảo cha mẹ Tôn kính thầy tổ Ngày đây xã hội động loạn Nguồn gốc của loạn động do đâu vậy? Do quên mất địa tạng Không biết được hiếu thảo cha mẹ Tôn kính thầy tổ Cho nên sự an nguy của một xã hội Sự ổn định hay loạn lạc của một xã hội Phước hay họa của một xã hội Có gốc ở gia đình Mà gốc của gia đình Là ở vợ chồng nền giáo dục thế gian hay xuất thế gian đều hiểu đạo lý này đều đã tốn biết bao nhiêu tâm huyết để dung bồi gốc rễ này hy vọng là mọi người giác ngộ hai vợ chồng kết hợp với nhau đó không phải là chuyện của hai người bạn phải có trách nhiệm với toàn xã hội Vợ chồng bạn bất hòa Thì gia đình bị tan dở Khi gia đình tan dở thì xã hội sẽ động loạn Người trên toàn thế giới gặp tai ương Bị dạ lây Ai hiểu được đạo lý này Bạn xem nền giáo dục của Phật Xem trọng gia đình biết bao nên giáo dục nho gia chú trọng giữ phẹn luân thường làm tròn bổn phận xã hội hiện nay loạn động là do mọi người lơ là đi cái giáo dục gia đình rồi cho nên không biết nguồn gốc của tất cả động loạn tất cả tai biến từ đâu mà ra thì làm sao bạn có thể ngăn ngừa được chứ làm sao bạn có thể cứu vớt được chứ người trong gia đình hội tụ với nhau tất nhiên là có nhân tố trên kinh phật nói con người gặp nhau là có bốn loại nguyên nhân báo ân báo oán đòi nợ trả nợ ân oán không bao giờ ngừng dứt đây là chân tướng sự thật tại vì sao con người phải tiếp nhận giáo dục tại vì sao phải tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền vì thánh hiền hiểu rõ chân tướng sự thật sau khi bạn hiểu rõ rồi bạn mới có thể hóa giải cho dù người trong gia đình đến là để báo oán ở trung quốc tấm gương đứng đầu là vua thuấn gia đình của vua thuấn là đến để báo oán không phải là báo ân gia đình bất hòa thuấn ngài có trí huệ ngài biết giữ trọn chữ hiếu có thể hóa giải oán kết cho gia đình có nhiều oan gia hội tụ có thể làm cho người trong gia đình tôn trọng yêu thương hợp tác lẫn nhau trong phật pháp gọi người này là bồ tát bồ tát nhìn thấy oan gia trái chủ họ không tránh né không phải vậy mà làm sao hóa giải nó tránh né không thể giải quyết vấn đề vì đời sau đời sau nữa vẫn phải gặp nhau nhất định phải biết hóa giải cho nên mới nói hoàng gia nên giải chứ không nên kết nhỏ thì người trong gia đình phải có trí huệ phải có tâm nhẫn nại để hóa giải cởi mở oán kết bồi dưỡng ân nghĩa thì gia đình bạn tự nhiên hòa thuận hòa thuận thì gia đình này của bạn sẽ hưng dưỡng ở trong đây có đạo lý lớn bồ tát địa tạng giáo hóa chúng sanh lợi ích công đức của khái niệm cơ bản hóa học nền tảng này cho dù chư phật như lai ba đời cũng khen ngợi không hết sau đó bồ tát quan âm lại nói hướng giả hữu mông thế tôn phổ cáo đại chúng dục xưng dương địa tạng lợi ích đẳng sự trong chú giải nói rất hay Ở trong từ hướng giả này Có nghĩa xa, có nghĩa gần Gần chính là văn tự của phẩm này Xa là khen ngợi văn tự Của phần mở đầu phẩm Đoạn này ở trang 25 của quyển Trung Di nguyện thế tôn Vị hiện tại vị lai Nhất thiết chúng sanh Sân dương địa tạng bất tư nghị sự Lịnh thiên long bát bộ Chim lễ hoạch phước Không những Bồ Tát quan âm chứng minh cho chúng ta Mà còn khải thỉnh cho chúng ta Lời khải thỉnh của Ngài Vị hiện tại vị lai nhất thiết chúng sanh Hiện tại là người tham dự Pháp hội lúc đó Vị lai là bao gồm chúng ta ở trong đó Ngày nay chúng ta đọc đến kinh điển này Nghiên cứu đoạn kinh văn này Bao gồm ở trong câu kinh văn này Thỉnh Thế Tôn giới thiệu tiếp cho chúng ta Những việc làm không thể nghĩ bạc Của Bồ Tát Địa Tạng Mục đích là để cho những vị quỷ thần hộ Pháp Thiên Long bát bộ này Chim lễ được phước Chim lễ là gì? Là sanh khởi tâm Hiếu kính Khi cái tâm này sanh lên liền được phước Quỷ thần sanh tâm thì quỷ thần được phước Chúng ta sanh tâm thì chính chúng ta được phước Dưới đây là Thế Tôn tiếp nhận lời khải thỉnh của Bồ Tát Quan Âm. Vì chúng sanh mà thuyết pháp, Phật cáo quan thế âm Bồ Tát như ư Sa Bà thế giới hữu đại nhân duyên. Bạn xem Đức Thế Tôn nhân dịp này trước tiên có lời tán dương khen ngợi Quan Âm Bồ Tát. Quan âm Bồ Tát có duyên rất sâu vậy với thế giới này của chúng ta. Phật không độ người không có duyên. Cho nên chúng ta học Phật thì phải biết kết cái pháp duyên với tất cả chúng sanh. Ý nghĩa này Chúng ta phải hiểu rõ là kết pháp duyên Chứ không nên kết tình duyên Kết tình thì cả đời sẽ phiền phức to rồi Đời đời kiếp kiếp trói buộc không ngừng dứt Như vậy sẽ tạo vô lượng vô biên tội nghiệp Phải thọ khổ báo trường kiếp Tuyệt đối không nên làm Nên kết pháp duyên Pháp duyên là đem Phật Pháp giới thiệu cho họ Giúp họ nhận biết Phật Pháp Giúp họ hiểu rõ Phật Pháp Giúp họ tu học Phật Pháp Đây gọi là kết Pháp duyên Dĩ nhiên giữ tâm mình Lương thanh tịnh, bình đẳng, giác Ở trong đây Tuyệt đối không sanh yêu ghét đây chính là Pháp Duyên Nếu như ở trong đây có ưa thích Có chán ghét Vậy là biến thành tình duyên rồi Vô cùng, vô cùng đáng sợ Cho nên từ xưa đến nay Biết bao nhiêu đại đức Tại gia xuất gia kết duyên Với tất cả chúng sanh đã biến pháp duyên thành tình duyên đều bị đọa lạc cả có quá nhiều rồi cho nên bồ tát đại thừa nếu không có định huệ tốt thì trái lại không bằng tiểu thừa tiểu thừa họ không giảng kinh không thuyết pháp họ xa lìa đại chúng xã hội chỉ hoàn thiện cho chính mình họ không dễ dàng đọa vào đường ác bồ tát đại thừa ở chung với đại chúng gọi là hòa quan đồng trần nếu như mình không có định huệ mình không trụ được vào trong niệm phật tam muội vẫn cứ thuận theo tập khí phiền não thì không ai mà không đọa lạc Giảng kinh thuyết pháp tu tất các việc thiện đều biến thành phước báo hữu lậu. Cho dù chúng ta phát tâm tu thiện, nói thật ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thiện đó có phải là thiện chân thật hay không? Nếu như các vị đọc qua Liễu Phạm Tứ Huấn Tiên sinh Liễu Phạm nói rất hay Thiện có chân thiện, có giả thiện Có thiện lớn, thiện nhỏ Có thiện lợi, có thiện viên mãn Ông đã nói rất nhiều Bạn biết được đâu là thiện thật hay không? Hiện tại chúng ta nhìn thấy thế gian Có rất nhiều người thật tâm muốn làm một chút việc tốt nhưng do không có trí huệ nên không biết được ruộng phước chân thật ngược lại họ đem tiền của sức lực đi tạo hết thảy các tội lỗi cho dù không phải là cố ý trong tâm họ là muốn tu thiện nhưng kết quả lại biến thành ác Tuy họ không có tội nhưng có lỗi. Phải xem sức ảnh hưởng gì sau của việc họ tạo tác. Nếu như ảnh hưởng rất nặng nề to lớn thì vẫn là có tội. Việc này chúng ta không thể không cẩn thận. Làm sao có thể phân biệt đây? Phương pháp duy nhất là đọc tụng kinh Đại thừa thì chúng ta mới có thể thấy rõ ràng mọi sự mọi vật hiện nay có rất nhiều người đều cho rằng say đạo tràng là việc tốt ở trên kinh này bồ tát địa tạng cũng có dạy chúng ta say đạo tràng tu bổ đạo tràng cũ được công đức rất lớn nhưng bạn phải nghĩ xem đạo tràng nó có đạo hay không? Không phải nói xây một ngôi chùa như vậy gọi là đạo tràng Chúng quy lại nơi này có đạo hay không? Nếu như không có đạo Bạn xây dựng ở đó Để cho nhiều người đến tranh Đến tranh đoạt Để cho những người đó họ đến tạo tội nghiệp Vì bạn có lỗi lầm hay không? việc này không thể không cẩn thận cho nên cả đời tôi đối với việc này tôi rất chú ý cẩn thận không dám làm cái việc này sau khi bạn say rồi người trong đạo tràng này nhiều mỗi một người đều ở trong đây tranh quyền đoạt lợi vậy là biến nơi này thành nơi tạo tác tội nghiệp chi bằng không nên làm cho nên tôi thường hay khuyên mọi người in kinh bố thí việc này không có lỗi lầm kinh chúng ta in người ta cầm đi bán bán cũng tốt còn người mua đó thì có người đọc việc này không có tội lỗi chỉ có lợi ích chứ không có tội lỗi gì chúng ta nhất định phải hiểu rõ phải sáng tỏ nói thật ra những sự thật này chúng ta hơi lưu ý một chút cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng chính mình phải thường xuyên phản tĩnh việc chúng ta tạo tác là công đức hay là tội lỗi trong phật pháp nói là có đúng như pháp hay không đây là điểm chúng ta phải xem trọng Tuyệt đối không được làm việc theo cảm tình Hôm nay Chúng tôi tại đạo tràng Cư sĩ Lâm Singapore này Tôi khuyên mấy vị đồng tu Phát tâm hộ trì Đây là lần đầu tiên Trong hơn 40 năm học Phật của tôi Bởi vì tôi nhìn thấy ở nơi này Trong đạo tràng này Có đạo có học Nơi có đạo có học Bạn hộ trì là công đức Là việc tốt Nếu như ở nơi đây không có đạo Không có người tu học đúng như Pháp vì người hộ trì cho nơi này là có vấn đề cho nên chúng ta phải thật bình lặng mà quan sát xem những gì họ nghĩ họ nói họ làm có tương ưng với trên kinh phật nói hay không kinh điển là tiêu chuẩn đem tiêu chuẩn này đi đo lường thì chúng ta tự nhiên sẽ hiểu rõ ngay không cần đi hỏi người khác chúng ta đời này trong mấy mươi năm ngắn ngủi gặp được cơ duyên này nên làm một chút việc tốt đây là việc rất có ý nghĩa rất có giá trị phật ở chỗ này đây là thuận tiện tán dương khen ngợi bồ tát quan thế âm bồ tát quan âm cũng có nhân duyên lớn với thế giới ta bà giống như bồ tát địa tạng vậy cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a gmail com Người đọc Hạnh quan Nguyện đem công đức này Hồi hướng đến hương linh nhà giáo Cụ Phan Thế Phả Kính nguyện hương linh Nương nhờ Phật lực Tội diệt phước sanh Tóc xả mê đồ Tảo tranh Phật quốc Nguyện cả thảy chúng sanh Đều tín niệm di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật